Chào mọi người, hôm nay mình có hẹn với một người bạn học là mình sẽ ra ngoài quán bar để coi đội tuyển Mỹ đá với Hà Lan. Đây là lần đầu tiên trong đời mà 9 giờ sáng mới đi ra ngoài quán bar rồi đó. Đây là phong cảnh trước nhà của mình, hàng xóm của mình. Đây ngôi nhà. Rồi, theo chân mình ra ngoài quán bar. Đây là cái quán bar mà mình chuẩn bị vô coi đá banh đây. Quá trời đông khách luôn. 9 giờ sáng không có một mạng nữa. Chí là bạn học của mình hồi cấp 3 ở Việt Nam, ở Cần Thơ, ở trường Phan Ngọc Hiển á. Hai thằng học chung lớp, giống như là định mệnh lắm. Vô. Mà ví dụ bên ví dụ trên AliExpress hay là Alibaba. Đây. Quán chậm quá, bây giờ 27 rồi, quay xuống thấm luôn. Giờ mình đi về, đi công chuyện với gia đình, Chí cũng vậy. Đây, xe của Chí thì chạy đi làm công việc thông tin. Ngoài ra Chí còn chiếc Tesla nữa nha, xe tự động chạy luôn. Quá dữ. Ok. Giờ gia đình mình đi vô mall chơi. Đây là tiệm Zara. Tiệm này cái tên em cũng rất là lớn. Nó cao cấp hơn là H&M hay là Forever 21. Mall này mình chưa đi bao giờ. Cũng cách nhà mình khoảng 30 phút. Cũng rộng đẹp. Bây giờ gia đình mình vô đây tại vì vợ mình cần trả lại một vài món đồ mà vợ mình nó không thích. Tiệm này thì nó bán giá rất là rẻ cho tuổi trẻ. Một tiệm quần áo thôi, các bạn thấy không, rất là lớn. Where you going? Wanna go up? Wanna go up with daddy? Let's go, go. Tầng 1 ở dưới là đồ của chị em phụ nữ. Tầng 2 này thì đồ của đàn ông. Bên đây, đồ này thì nó 50% off hết. Sơ mi mà khoác ở ngoài cũng có 28 đồng thôi. Bên đó thì đồ sale rẻ hơn nữa. Ồ, chứ nó cũng đồ của chị em phụ nữ luôn. Đồ của đàn ông thì không có được bao nhiêu. Go over here baby. Mình thì rất ít mua đồ ở đây. Tại vì bây giờ mình cũng lười mặc mấy cái đồ kiểu thời trang trẻ trung như vậy. Mình cũng 30 rồi, già rồi. Đồ sale nhiều ở đây nè. Thử coi cái áo sơ mi này như đây. 12 đồng. Là khoảng 250 ngàn. Tính tiền ở đây. Bây giờ mùa đông nên nó bán nhiều áo khoác. Mà hầu như cái nào cũng sale 50% off. Tầm 20-30 đồng nữa nè. Bên đó là giày dép, túi xách, nón. Ok, để mình đi qua tiệm khác. Rồi, tiếp theo là vợ mình muốn vô tiệm Sephora này. Đây là chuyên bán giày đồ trang điểm và dầu thơm. Hầu như là 70% của phụ nữ ở Mỹ này là shopping ở đây. Mình cũng không biết tại sao nó thấy cũng đâu có sale nhiều đâu. Cũng có thể là nó có đầy đủ đồ đạc. Các bạn có thể làm hẹn để nó làm trang điểm miễn phí cho các bạn ở đây. Này, giống như mấy chị em phụ nữ bên đây là làm hẹn xong rồi nó sẽ trang điểm miễn phí để các bạn có thể đi tiệc. Bên góc bên đó là dầu thơm.
Đây cũng dầu thơm. Đó, chế độ makeup. Mình không rành, nhưng mà hầu như là vợ mình là mỗi tuần đi vô đây chơi, không biết chơi gì ở đây. Nó cũng có bán luôn mấy đồ chăm sóc sắc đẹp chứ không phải là mấy trang điểm không. I'm doing good, thank you. Rồi máy sấy tóc, chải tóc, tất cả mọi thứ, đàn ông, đàn bà gì bán đầy đủ hết. Thì bây giờ bên Mỹ này nó cũng bắt đầu bắt chước bên Hàn Quốc, đàn ông là cũng trang điểm hay là làm nguyên phải là trang điểm mà đậm mà là cũng chi sức kem dưỡng da rồi làm mấy cái a cái gì đó trẻ miếng mắt hay là chăm sóc da giống tụi Hàn Quốc hồi xưa thì không có, bởi vậy bây giờ mấy tiệm như vậy nó rất là phát triển, hầu như lúc nào vô mấy tiệm này cũng rất là đông, không lúc nào mà không đông hết. Ok các bạn, vợ mình thì dắt vô đây trả đồ nữa, mua cho ta lắm vô xong rồi về thử rồi trả đồ. Rồi thật ra cũng rất là lười vô đây để mua đồ trên mạng về xong rồi không thích thì mình vô đây mình trả thôi. Bên đây nó được lợi chỗ đó, bạn mua bất cứ cái gì trong 30 ngày hoặc có chỗ cho tới 90 ngày, có chỗ cho tới 1 năm là bạn có thể trả lại với điều kiện là phải có cái hóa đơn. Mặc dù không có hóa đơn, bạn cũng vẫn có thể trả được với điều kiện là đưa cái giống như là chứng minh nhân dân vậy đó, đưa ra thì nó sẽ kiểm tra, nếu mà hợp lại nó sẽ cho lấy lại cái điểm trong tiệm rồi bạn có thể mua lại từ cái thẻ đó, nó không trả tiền mặt lại cho bạn. Tuy nhiên vậy cũng quá ok rồi. Ok, mình sẽ đi tìm khác. Còn đây là Apple, ai muốn mua iPhone, iPad hả? You wanna buy iPad? Còn hôm nay là Victoria bán đồ lót cho chị em phụ nữ. Phía trước của mình là người ta trang trí về Noel để cho mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ chụp hình mà rất là mắc tiền. Chụp thường thường chụp một tấm hình là khoảng 40-50 đô. Các bạn thấy không, trang trí luôn cái mall nào như là cái chỗ shopping nào nó cũng sẽ có, mà tùy theo cái chỗ nào đẹp hay không đẹp thôi. Say hello. Chỗ nào nó cũng có hết, mà mấy bạn phải đặt lịch nè, các bạn thấy không, đặt hẹn rồi lên trên đó trả tiền rồi mới được vô chụp hình. Nói chung là cũng đẹp cũng vui. Thì nếu mà giá cả không mắc thì mình cũng sẽ dắt con cái mình ra đây chụp cho nó vui. Năm ngoái mình cũng có từng làm một cái mall khác ở bên California. Năm nay chắc cũng sẽ làm để cho nó có cái phong tục của tụi nó. Tụi nó vẫn còn là cái suy nghĩ con nết, nó sẽ tin tưởng vô ông già Noel tặng quà cho nó. Mình không muốn nó lớn sớm. Đó các bạn, đây là gì? Các bạn tưởng bánh đúng không? Không phải, đây là xà bông. Thường bên đây người ta thích là tắm bồn tắm á, thì mấy cái này người ta quăng vô bồn tắm để cho nó ra xà bông, nó ra thơm, ngâm bồn. Nhìn tưởng là bánh không à, để nước nó rất là thơm, bông hồng. Vợ mình khoái này, mấy nhỏ cũng vậy, thích ngâm bồn tắm. Bây giờ mình vô tiệm gọi là Zara, cũng mà khá là to. Ở Việt Nam theo mình biết là ở Sài Gòn có, nhưng mà Cần Thơ là hình như chưa có. Cái hiệu này cũng rất là lớn, nó của châu Âu. Bên đây cũng rất là nhiều người thích, mà nó hơi giá cả thì cũng hơi cao so với những mặt hàng của H&M hay là Forever 21. Để mình đi qua của bên Nam mình coi thử ra sao.
Gia Kids Cafe. Nên qua bên Nam coi thử. Này mình qua bên Nam. Want to go mommy, I want to stay with daddy. Want to go mommy, I want to stay daddy. Daddy. Wow. On sale. Good. Mấy cái quần này 35 đồng thôi. Áo này mình coi như 20 đồng. Cũng rất là rẻ. Hôm nay nó cứ sale hoài. Rồi mình cũng thích mặc đồ tụi này. Mình cũng hay mua đồ ở đây. Mình coi áo thun này như. Mình thích áo này 40. Áo thun như hơn 40. Kinh 1 triệu. À, đối với Việt Nam mấy cái đồ hiệu á, thì mua 1 triệu á, thì không có là mắc nữa. Tại vì Việt Nam mình á, thì nó chưa có nhiều sự lựa chọn như bên đây, và cũng không có sale nhiều như bên đây. Bên đây thì cái gì ta, cái market mà cái như là rất là nhiều người, nhiều hãng người ta bên đây. Nên Việt Nam mình phải cạnh tranh, bên đây phải cạnh tranh nhiều. Nó phải sale hoài. Không. No baby, I don't like it. I don't like the shoe. Còn ở Việt Nam thì nó không có nhiều, chỉ có cạnh tranh với ở ngoài chợ thì đồ không có hiệu. Thì người ta không có sale nhiều. Để đồ mắc, mình thì thích mua đồ của H&M hơn. Giá cả phải chăng hơn. Mà nó cũng thời trang thì cũng y chang như vậy. Cái này thì nhìn nó chỉnh chạc hơn xíu. À, mình so với mình thấy cũng giống nhau thôi. Được cái hiệu nó cao cấp hơn. Mặc đồ thì những người nào thích mình mặc đồ hiệu hơn thì mình có thể khoe ra. Cảnh sát anh thấy sự thế không? Cưỡi ngựa đâu? Đang trong shopping mall. Hôm nay thứ bảy nên quá trời đông.